Dubai thường được biết đến với điều kiện khí hậu sa mạc khô nóng, cùng nền nhiệt trung bình trong tháng 4 là 33 độ C. Tuy nhiên, những cơn lũ quét sau bão lớn có thể gây nguy hiểm chết người, đặc biệt là với những người sống cạnh những lòng sông khô cạn đáy, được gọi là Wadi theo tiếng Ả Rập, bởi nước mưa có thể nhanh chóng dâng cao, cuốn trôi nhà cửa, xe cộ và người dân đi đường. Ngày 16 tháng 4 vừa qua, thành phố Dubai, trung tâm tài chính của Trung Đông, đã bị tê liệt do mưa xối xả gây lũ lụt khắp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Dữ liệu cho thấy, lượng mưa đo được tại Dubai trong 12 tiếng đã chạm mức gần 100mm. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, con số này tương đương với lượng mưa ở Dubai trong cả một năm. Việc bất ngờ hứng chịu lượng mưa lớn đã khiến cho gần như toàn bộ thành phố Dubai bị tê liệt và chìm trong biển nước. Tại sân bay quốc tế Dubai, sân bay cũng ngừng hoạt động trong vòng nửa giờ đồng hồ và nhiều lần bị gián đoạn hoạt động do ảnh hưởng của ngập lụt. Nhiều video được lan truyền trên mạng xã hội X cho thấy hình ảnh đường băng của sân bay quốc tế Dubai ngập hoàn toàn trong nước. Chiếc máy bay trông giống một thủy phi cơ đang lướt trên mặt nước, di chuyển trên các đường băng. Trong khi đó, việc mưa trút xuống nhanh và dữ dội khiến lũ dâng nhanh, đường xá lập tức biến thành sông, nhấn chìm nhiều con đường. Trong một số đoạn video, hình ảnh các siêu xe trôi nổi hay bị nước nhấn chìm cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm. Nhưng đáng sợ nhất là hình ảnh được một tài khoản đăng tải cho thấy cảnh tượng những chú cá mập bơi trong trung tâm thương mại sau khi nước tràn vào thủy cung ở đây khiến cho cá sổng ra ngoài, cũng đã được chia sẻ trên X và khiến cho không ít người lo ngại. Nhiều hộ gia đình tại Dubai và các vùng bị ảnh hưởng khác cho biết mái nhà, cửa ra vào và cửa sổ của họ bị dột. Các trường học, công ty trên khắp UAE cũng tạm thời đóng cửa và cho phép làm việc từ xa cho đến khi tình trạng ngập lụt được giải quyết. Dubai là một thành phố ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Khu vực này được biết đến là một trong những khu vực nóng và khô bậc nhất thế giới, hiếm khi có mưa. Do lượng mưa một năm thấp nên cơ sở hạ tầng tại đây không có đủ điều kiện để chống lại điều kiện mưa lớn và ngập lụt. Hiện tại vẫn chưa thể ước tính thiệt hại do ngập lụt gây ra, nhưng chắc chắn nó đã gây ảnh hưởng không nhỏ với thành phố giàu có này. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu đang trầm trọng tới mức nào. Theo báo cáo khí hậu toàn cầu năm 2023 của WMO, các đợt nắng nóng, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng và các cơn bão gia tăng nhanh chóng đã làm xáo trộn cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ USD. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, còi báo động về tất cả các chỉ số chính đang đồng loạt vang lên. Một số kỷ lục không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng mà còn phá vỡ bảng xếp hạng và những thay đổi đang diễn ra nhanh. Dựa trên dữ liệu từ nhiều cơ quan, các nhà nghiên cứu xác nhận năm 2023 là năm nóng kỷ lục và giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2023 là khoảng thời gian 10 năm nóng nhất từng được ghi nhận. Nhiệt độ trung bình toàn cầu vào năm 2023 ở mức 1,45 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, chỉ thấp hơn một chút so với ngưỡng nóng lên chính là 1,5 độ C. Tổng thư ký WMO Celeste Saulo cho biết, kiến thức khoa học về biến đổi khí hậu đã tồn tại hơn 5 thập kỷ, nhưng chúng ta đã bỏ lỡ cả một thế hệ cơ hội. Bà kêu gọi phải quản lý việc ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó chú ý đến phúc lợi của các thế hệ tương lai, chứ không phải vì lợi ích kinh tế ngắn hạn. Với tư cách là Tổng thư ký của Tổ chức Khí tượng Thế giới, bà Celeste Saulo đưa ra cảnh báo đỏ về tình trạng khí hậu toàn cầu. Đáng chú ý, chuyên gia WMO giải thích, biến đổi khí hậu không chỉ dừng lại ở nhiệt độ. Những gì chúng ta được chứng kiến vào năm 2023, đặc biệt với sự ấm lên chưa từng có của đại dương, sự rút lui của sông băng và sự tan băng ở biển Nam Cực là nguyên nhân gây ra mối lo ngại đặc biệt. Báo cáo cho thấy, vào một ngày trung bình trong năm 2023, gần 1/3 bề mặt đại dương bị sóng nhiệt biển bao trùm, gây tổn hại cho các hệ sinh thái quan trọng và hệ thống thực phẩm. Theo dữ liệu sơ bộ, các sông băng được quan sát đã chứng kiến lượng băng bị mất đi lớn nhất trong lịch sử kể từ năm 1950, với tình trạng băng tan cực độ ở cả phía Tây Bắc Mỹ và châu Âu. Trong đó, các tròm băng ở dãy Alps đã trải qua một mùa băng tan cực độ. Chẳng hạn, băng ở Thụy Sĩ đã mất khoảng 10% khối lượng còn lại trong 2 năm qua. Lượng băng bị mất ở biển Nam Cực cho đến nay là thấp kỷ lục, mất hơn 1 triệu km2 so với kỷ lục trước đó, tương đương với diện tích của Pháp và Đức cộng lại. Dữ liệu sơ bộ cũng cho thấy nồng độ quan sát được của ba loại khí nhà kính, carbon dioxide, metan và oxit nitơ đã đạt mức kỷ lục vào năm 2022 và tiếp tục tăng vào năm 2023. Theo WMO, thời tiết và khí hậu cực đoan là nguyên nhân sâu xa
hoặc là yếu tố làm trầm trọng thêm tình trạng di dời, mất an ninh lương thực, mất đa dạng sinh học, các vấn đề về sức khỏe trong năm 2023. Báo cáo trích dẫn số liệu cho thấy người bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng trên toàn thế giới đã tăng hơn gấp đôi, từ 149 triệu trước đại dịch COVID-19 lên 333 triệu vào năm 2023 tại 78 quốc gia được Chương trình Lương thực Thế giới, WFP giám sát. Cuộc khủng hoảng khí hậu là thách thức rõ ràng mà nhân loại phải đối mặt. Nó có mối liên hệ chặt chẽ với cuộc khủng hoảng bất bình đẳng, thể hiện qua tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng tăng và sự di dời dân cư cũng như mất đa dạng sinh học. Bà Saulo cho biết. Mặc dù báo cáo của WMO gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng khí hậu toàn cầu, nhưng cũng đưa ra lý do để lạc quan. Trong đó có sự gia tăng sản xuất năng lượng tái tạo. Các nhà nghiên cứu cho biết, năm 2023, công suất sản xuất năng lượng tái tạo, chủ yếu từ năng lượng mặt trời, gió và thủy điện, đã tăng gần 50% kể từ năm 2022, đạt tổng cộng 510 GW, tỷ lệ cao nhất được ghi nhận trong hai thập kỷ qua. Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo sớm đa hiểm họa hiệu quả là rất quan trọng để giảm thiểu các tác động của thiên tai. Sáng kiến cảnh báo sớm cho tất cả mọi người nhằm đảm bảo rằng tất cả mọi người trên trái đất đều được bảo vệ bởi các cảnh báo sớm vào năm 2027. Hơn nữa, từ khi áp dụng khung hành động Sendai về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, việc phát triển và thực hiện các chiến lược giảm thiểu rủi ro thiên tai ở địa phương đã gia tăng. Từ năm 2021 đến năm 2022, dòng tài chính liên quan đến khí hậu toàn cầu tăng gần gấp đôi so với mức của giai đoạn 2019 đến 2020, đạt gần 1,3 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm khoảng 1% GDP toàn cầu, điều đó cho thấy thiếu hụt tài chính đáng kể. Để đạt được các mục tiêu của lộ trình 1,5 độ C, các khoản đầu tư tài chính cho khí hậu năm nay phải tăng hơn 6 lần, đạt gần 9.000 tỷ USD vào năm 2030 và cần thêm 10.000 tỷ USD vào năm 2050. Báo cáo cảnh báo rằng, cái giá phải trả cho việc không hành động là rất lớn. Từ năm 2025 đến năm 2100, con số này có thể lên tới 1,266 triệu tỷ USD. Thể hiện sự khác biệt về tổn thất giữa kịch bản thông thường và kịch bản nhiệt độ trái đất sẽ tăng 1,5 độ C trong thập kỷ này. Đánh giá con số này có thể còn thấp đáng kể so với thực tế. Các chuyên gia thời tiết của Liên Hợp Quốc kêu gọi hành động ngay lập tức về khí hậu. Đã có một thời chúng ta duy ý chí cho rằng con người sẽ chiến thắng được thiên nhiên. Suy nghĩ này giờ đây đã được thay thế bằng nhận thức và tâm thế thích ứng, sống hòa thuận với thiên nhiên. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hướng đến sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, nhận thức này phải cấp bách, chuyển thành giải pháp và hành động cụ thể, phù hợp với sự chung tay của toàn thể cộng đồng, từ nhà nước, người dân đến doanh nghiệp. Hãy hành động trước khi quá muộn. We'll be right back.